cấp độ khó. Vậy thì các bạn đang có thể giảm cân rất là nhanh rồi đấy. Điều hòa lấy lại nhịp thở. Chúng ta chuẩn bị vào combo 2 khó hơn. Chân trước chân sau. Với những bạn mới bắt đầu tập, co gối. Một nhịp. Co gối. Sẵn sàng chưa? Xuống. Với những bạn muốn cao hơn, khó hơn, bật. Bật thẳng lên. Siết cơ bụng. Mới bắt đầu tập, co gối. Khó hơn. Lên. Đá trước. Đá trước. Thẳng gối. Nếu bạn không thể đá cao, đá thấp, vừa phải phù hợp với mình. Đá thấp cũng được. Nếu bạn có thể đá cao hơn. Siết chặt cơ bụng. Đổi bên. Nhẹ nhàng. Co gối. Tiếp. Cấp độ 1. Cấp độ 2 bật lên. Cố. Duy trì tốc độ của mình nhá. Đá gối. Khi bạn cảm thấy mệt thì đó chính là lúc calo của bạn đang được tiêu hao. Chính vì vậy hãy cố gắng tập đến cuối cùng. Như mình đã nói, nếu những bạn mới bắt đầu tập, các bạn có thể đá thấp, nhưng phải siết cơ bụng. Đá thấp. Tất cả đều ổn ạ. Đá cao. Khó hơn. Giảm mỡ nhanh hơn. Nhanh, 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 nhanh. Theo nhạc nào. Liên tục, liên tục. Siết cơ bụng. Chân. Liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Nhanh nào. Bay. Với những bạn mới bắt đầu tập thì mình đã nói, bật thấp, tiếp đất nhẹ nhàng. Khó hơn. Đá chân sang bên. Cố lên nào. Dậm chân nào. Một bài tập đốt cháy cực kỳ nhiều calo. Hai bên. Điều chỉnh lại nhịp thở. Nhẹ nhàng. Đổi bên. Một. Hai. Và về. Hít. Thở. Hít. Các bạn cảm thấy như thế nào sau bài tập vừa rồi? Chỉ với 15 phút luyện tập nhưng sẽ giúp các bạn đốt cháy rất nhiều calo và giảm được những khu vực mà có mỡ lâu năm cực kỳ khó giảm đấy. Hãy cố gắng duy trì tập luyện bài tập này thường xuyên để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Và đừng quên truy cập vào OneSK mỗi ngày để cập nhật những bài tập mới nhất và hữu ích nhất dành cho các bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn like, subscribe và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ OneSK nhé.